dài nha các bạn. Cây mơ lá dài này theo dân địa phương người ta kêu là cây hoa lồng đèn nha các bạn. Cây này thì nó ra cái hoa rất là nhiều nha các bạn. Ở đây do cái hoa của nó trút xuống mặt đất nha, cho nên mình đưa cái camera lên nha các bạn. Mình quay theo cái góc nhìn này mình mới thấy được cái cỏ, cái cánh hoa của nó nha. Cái này thì mình thấy nó mọc rất là phổ biến ở cái vùng đồng bằng nha các bạn. Nhưng mà thường thì mình có vào cái bụi cây này mình xem thì nó thấy nó không có quả nha các bạn. Cái đặc điểm dễ nhận biết của cây mơ lá dài là các bạn khi vào buổi trưa thì các bạn có cảm giác như cái cây này nó bị héo nha, lá và hoa của nó đều sụ xuống mặt đất cho nha các bạn. Cái hoa lúc mà nó chưa nở hoa thì các bạn thấy nó giống như một cái hình hộp nha, giống như cái bông giấy nha bạn. Thì đây mình bóp thử nó ra bên trong. Cái hoa này là bên trong nó kín nha bạn, thì mình bóp nó là nó xì khí nha. Ở cái cây này thì các bạn thấy là nó ra hoa quanh năm nha. Thường thường những cái dây leo mà các bạn thấy nó có quả đó là cái hoa của nó không có sai nha. Thường thường những loại có quả thì sau khi nó ra hoa kết quả thì nó sẽ ngưng ra hoa nè. Còn ở đặc điểm ở cây bông lộc đèn này thì nó sẽ ra hoa rất là sai nha. Lúc trước mình có làm một clip về cây này nha các bạn, nhưng mà ở cái dây đó, ở cái bụi dây leo đó thì mình thấy hoa nó rất là ít nha. Hoa này thì mình nghĩ nó cũng có mặt ngọt nha các bạn, cho nên có bướm và mình có thấy có mấy con ong nó bay lại nữa nha. Điều kiện mình quay phim đó là nó thường thường là nó quen đường các bạn. Có một số thì mình vào những cánh đồng hoang mình làm clip nha. Do ở những cánh đồng hoang thì nó sẽ có nhiều loài hoa lạ. Thường thì ở những chỗ mà các công trình đó bạn, các công trình mà người ta bơm cát xong người ta bỏ hoang đó là ở chỗ đó có rất là nhiều loại hoa lạ nha. Các bạn thấy cái nụ hoa lúc nó chưa nở nhìn rất là bắt mắt nha. Nó lạ hơn những cái nụ hoa khác này. Mình ban đầu mình mô tả cái nụ hoa này là nó giống như là cái hoa giấy các bạn. Đây có chú nhện nha. Bạn thấy hai bên cái mép của cánh hoa nó thì có rất là nhiều lông nha. Nhưng mà trên cái hoa này thì cái lông nó sẽ không bị ngứa.